Xin chào mọi người, đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Đó, đây là cái cảnh đẹp của vợ mình một tí. Thì mình lấy cái cảnh đẹp này để làm cái phần mở đầu của cái clip hôm nay. Thì từ nhỏ đến lớn bây giờ mình nuôi bò, nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy một cái con bò mà nó kỳ lạ đến như cái clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con. Thì thông thường thì trâu thì có 3 sừng thì có rồi, bò thì có 6 chân thì có rồi, nhưng mà con bò này phải nói là độc lạ luôn á, có 102 trên Việt Nam luôn á. Thì mình chia sẻ lên kênh của mình để quý anh chị bà con có thể xem. Mời quý bà con dõi xem cái nội dung clip của mình, xem con bò nó như thế nào nhé. Đó thì đây là hiện tại mình đang đi trên con đường để dẫn đến cái hộ mà có con bò kỳ lạ đó. Thì mình vây một tí đó để cho quý anh chị có thể hình dung. Đó, đây là cái con đường thì khá là rậm rạp nha. Đó, đây là cái con bò mình quay cho anh chị xem đó. Thì mình thấy nó cũng rất là tội nghiệp. Thì mình xin phép với mọi người là mình không có nói danh tính của cái hộ này cũng như cái địa chỉ. Bởi vì chị nuôi bò sinh sản mà nuôi một năm mà nó sinh ra như vậy, thì khi mà mình nói rõ ràng ấy, địa chỉ danh tính mà chị muốn bán con bò cái của chị á, thì cũng khó bán, sợ lái họ ép giá. Cho nên là mình chỉ quay con bò này thôi. Thậm chí là mình phải đưa con bò này vô ở trong cái chỗ đây để mình quay, cho mình không có quay ở ngoài. Con nghĩa này thì chị cho biết là nó sinh ngày hôm qua. Hiện giờ thì nó được một ngày rồi. Đó, chân của nó thì lúng lắng như vậy nha. Đó, ba bơ. Con này là ba bơ đẹp, có chiếc chén có, nhưng mà lại nó bị ở sau á. Mình chút nữa mình quay rõ ở sau mình coi thử. Đó, cái chân của nó thì hình như là nó không phải là gãy, nhưng mà nó bị tật, nó bị thiếu đó. Đó, mặt mũi của nó cũng rất là đẹp. Cái dàn trước thì không sao, dàn trước thì đầy đủ. Đó, cái dàn sau của nó thấy không có đuôi luôn nha. Đấy, thì cái đuôi cũng không có luôn. Cái đuôi không có. Thì nó đĩa ra thì nó đã như vậy rồi. Đĩa một ngày thì như vậy. Thì chủ nhà thấy rất là tội, cũng không có muốn đỡ cái ngồi chuồng. Đỡ ngồi chuồng thì con mẹ nó cứ nó theo, và con nó cứ đứng dậy ngồi lên nó đứng không được. Đó. Thì gia đình thì sinh ra nuôi bò cũng biết rồi đó. Thì nuôi bò mà sinh ra một năm trời mà nuôi ra sinh ra con bò như vậy thì cũng rất là buồn. Đó, chân bên đây thì nó bị liệt luôn rồi. Đấy, đứng lại rất là khó khăn. Đó. Thấy tội nghiệp không? Đó, nó đi giống không được, giống như là con bò này là cái nguyên cái dàn sau nó là bị khuyết tật luôn, bị khuyết tật. Đấy, ngồi thì hầu giờ mình nuôi bò trên sẻn mà mình cũng chưa thấy bò nào như thế này ạ. Đó, thì rúng thì chưa rụng nè, rúng chưa rụng. Đó, cái chân dưới thì nó đơ luôn, chân dưới nó đơ, nó cứ ngắt luôn, giống như là nó bị thiếu á. Hai chân trước thì nguyên quẹn, nhưng mà hai chân sau thì nó không có hoàn thiện. Con bò này là giống như con bò khuyết tật. Hầu giờ thì mình chưa thấy con bò nào mà nó như vậy ạ. Con này thì con bò đực nha, như đực đàng hoàng, rất là dễ thương. Con này thì giờ chắc nuôi nữa thì không được, bởi vì nó không có đứng về được, làm sao nó bú. Mình hỏi chị thì chị cho biết thì con bò này, con bò cái của chị thì sinh được 3 con rồi. Con này là con thứ tư thì hôm nay là sinh vẫn bình thường, nhưng mà sao lần này là con nghĩ nó là như vậy. Thì giờ chị cũng không biết làm sao, thì nuôi nữa thì không được. Nghĩ con đây chắc nuôi nữa là nó không thể sống được, bởi vì nó không bú được là nó không có thể sống. Chỉ có bú sữa ngồi mà nó đi đứng đâu có được đâu. Đó, thấy không, nằm tại chỗ vơi vơi vậy thôi chứ. Thì thật sự mà nói á, hồi giờ mình chưa thấy cái con bò nào mà nó thực tế như vậy á. Nó thì từ nhỏ đến lớn luôn ạ. Đó, thì cái chân của nó không có dính liền với cái khớp xương của nó, cho nên là nó bị đơ luôn rồi.
Đó thì mình quay cái con bò này đó để mình chia sẻ lên kênh của mình ạ. Thì trông cũng rất là tội nghiệp. Đây cũng là chuyện lạ nha. Chuyện lạ.